Tiếp nối chuỗi sự kiện lễ hội mùa hè tại thành phố Đà Nẵng, lễ hội du lịch Golf Đà Nẵng 2023 đã chính thức khai mạc vào tối qua ngày 24 tháng 8 với nhiều hoạt động hấp dẫn, mang đến không khí sôi động tràn đầy hứng khởi cho các golfer và công chúng. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường. Lễ hội du lịch Golf Đà Nẵng 2023 được xem là ngày hội dành cho những người đam mê bộ môn golf và là cơ hội để đưa golf đến gần hơn với công chúng. Khởi động lễ hội là không gian triển lãm sản phẩm du lịch golf diễn ra từ 15 đến 21 giờ hàng ngày, từ 24 đến 27 tháng 8 tại công viên APEC, trưng bày và bán các sản phẩm, trang thiết bị golf, không gian check-in cùng quả bóng golf khổng lồ, trải nghiệm tập đánh golf trên các sân golf nhân tạo mini cũng thu hút đông đảo người dân và du khách. Đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm làm thế nào để đánh golf và một cái sự kiện rất là thú vị. Những cái trải nghiệm này giúp cho người dân gọi là bước đầu tiếp cận và sau này sẽ kiểu cảm thấy cảm giác thân thuộc và kiểu sẽ nhiều người chơi hơn và quảng bá được nhiều du khách tới với thành phố. Tâm điểm của lễ hội là giải đấu BRG Open Golf Championship Đà Nẵng 2023, thu hút 144 golfer chuyên nghiệp, trong đó có 120 golfer quốc tế, sẽ diễn ra từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Ban tổ chức đã dành 4.500 vé miễn phí để công chúng có thể chứng kiến những màn so tài đẳng cấp quốc tế. Thông qua cái lễ hội golf năm 2023 thì chúng tôi cũng mong muốn đạt được hai cái mục tiêu. Thứ nhất là tổ chức các cái hoạt động về golf hướng tới công chúng và triển khai phát triển cái loại hình du lịch golf hướng tới du lịch chất lượng cao và thông qua đó thì quảng bá mạnh mẽ hơn nữa hình ảnh của Đà Nẵng. Đà Nẵng kỳ vọng lễ hội sẽ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch golf, khẳng định định hướng của thành phố trong việc đa dạng hóa các lễ hội sự kiện, xứng danh là điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á.